Con sẽ nên chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi làm clip này là để giới thiệu cho anh em, hướng dẫn anh em cách sử dụng cái bầu cua cá rung, hay còn gọi là bầu cua chiếc, mà anh em hay còn gọi là bầu cua rung sáu mặt đó nha anh em. Thì đầu tiên anh em muốn chơi được cái loại bầu cua này á, thì anh em phải có một bộ hồ gắn chip đó. Tôi đã làm sẵn và test thử cho anh xem đây là cái loại tôi làm sẵn, đó là làm bằng hộp xốp chợ nha anh em. Hộp xốp chợ, chỗ anh em chơi hộp nào thì có thể liên hệ trực tiếp, hộp xốp, hộp giấy, hộp sứ, hộp gỗ gì đó, hộp 5 ly, 7 ly gì đó, 2.5 hay là bao nhiêu, nói chung tùy anh chỗ anh em. Tôi sẽ, anh em cứ alo, tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh em. Những anh em ở gần thì có thể tới trực tiếp cơ sở của tôi để xem hàng và test hàng để hướng dẫn cụ thể cho anh em. Đó, ví dụ như anh em muốn chơi hộp chợ này có thể chơi bằng hộp 5 năm này. Hộp đây là người ta còn hay gọi là cái hộp mà chống tấm biệp đó. Hộp đây là chống tay thợ này. Đó, để cái tiếng từ bên cơ sở của tôi làm là này anh em không? Nó rất là đồng âm nên là tài thợ là rất là sợ cái hộp này. Tôi cũng có thể làm trong cái hộp này cho anh em, là gắn chip cho anh em, chip vào trong này. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho tôi, số điện thoại trên màn hình 079 791 443 đó, để tư vấn kỹ hơn. Trên mạng bây giờ nó quảng cáo rất là nhiều loại, đó là nước chấm ít ong và rung sáu mặt á, cái loại đó là chơi không được cho anh em. Nếu mà chơi được thì không tư được anh em đâu. Cái loại này mới là chơi được, chơi chuẩn xác này. Bên cơ sở của tôi là chỉ bán hàng về chất lượng thôi, không bán hàng tà lai cho anh em đâu. Anh em cứ yên tâm về chuyện đó. Anh em ở gần thì tới trực tiếp với cơ sở của tôi, chỗ bến xe miền Tây, để được tư vấn. Đây là cái bộ bầu cua cá rung. Anh em muốn chơi được thì phải luôn cái hộp này, bộ hộp này vào và cầm thêm một rung theo người là anh em chơi ok. Cái độ chuẩn xác của nó là hoàn toàn 100%. Hơn nữa cái pin này là sử dụng rất là trâu nha, 10 đến 15 ngày. Tôi có thể tăng dung lượng pin lên nhưng mà nó như vậy thì nó nặng. Tôi chỉ làm từ 10 đến 15 ngày để cho anh em chơi thôi. Nên hết thì có thể thay, thì gửi cho tôi đây hoặc là tự thay nha, nó rất là dễ. Đây, cơ sở của tôi là hàng phải chất lượng nên là sóng là lách qua được cái vỉa nhôm, bát nhôm đó, anh em không phải lăn tăn về chuyện đó, rất là ok, rất là dễ chơi. Này, đây tôi test thử cho anh xem máy bán để anh em coi thấy độ chuẩn xác của nó như thế nào. Đây, công thức rung á thì khi nào anh em mua sẽ có nhân viên tư vấn hướng dẫn anh em cho nên sử dụng. Này, test này. Một dài đó, một dài có nai, chắc chắn có nai này, này nai này, thấy không? Có con nai, chắc chắn có nai, hai con nai, rất mạnh rất nhẹ, không quan trọng nha, chỉ có đặt xuống là báo. Một ngắn một dài có con cá, chắc chắn có cá này. Trong hai cá máy này chỉ bán một mặt thôi, còn hai mặt đây là ăn theo thôi, đó anh em đó, chỉ muốn bán một mặt là hai mặt đây là ăn theo này. Độ chuẩn xác đó là rất là ok. Nó một cái dài vẫn có cá, chắc có cá em thấy không, rất là chuẩn. Anh em có nhu cầu á thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại trên màn hình, tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Hoặc anh em có thể ghé trực tiếp cơ sở của tôi chỗ bến xe miền Tây để xem những cái món đồ chơi hỗ trợ mới nhất ở trong cái dịp Tết sắp tới này, bài tài xỉu, sóc đĩa gì đó, bài lá hay là kính áp tròng, máy đánh bài gì đó, chung là rất là nhiều. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp và có thể ghé trực tiếp cơ sở của tôi. Anh em mà xa không có thể tới được cơ sở này thì có thể tới những cái cơ sở khác của tôi. Ví dụ như ở Bắc thì có thể xuống chỗ bến xe Mỹ Đình, Hà Nội
trong này để lên xem được cái lòng máy lai hoặc là xem miền Tâm ở Sài Gòn, anh em ở gần cơ sở nào thì cứ tới trực tiếp cơ sở đó, sẽ có nhân viên tư vấn cụ thể cho anh em, giúp anh em lựa chọn những cái món đồ chơi mới nhất, phù hợp với anh em nhất đó. Anh em không phải lo, hàng bên tôi là bán rất là chất lượng uy tín, anh em không cần phải lăn tăn về chuyện đó, chất lượng đây. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh em đã xem video, xin hẹn gặp anh em ở trong những cái video lần sau. Chào tạm biệt anh em.